Và mình đang có mini game tặng cái gói cô bé hoàng khăn đỏ cho mọi người tham gia bằng cách là truy cập vào website của mình hoặc là dưới phần comment ghi mình có để lên trên website của mình đó ha, bình luận bài viết trên website nha các bạn. Và điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh nha. Hello mọi người, mình Vũ Vây Kinh đây. Hôm qua mọi người nói code quá trời luôn đúng không? Nhưng mà cái code này thuộc phiên bản quốc tế nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ nhập thử cho mọi người xem ha. Và tất nhiên thì ở Việt Nam sẽ không nhập được cái code này nha các bạn. Các bạn phải nhờ một bạn bên nước ngoài hay gì đó thì các bạn phải nhập mới nhập được cái code này. Thì mình đã nhờ một bạn Emmy trong nhóm của mình nhập giùm mình để mình review cho mọi người xem cái code này có gì nha mọi người, coi có xịn không ha. Rồi và mình cũng nhờ bạn đó quay giùm mình luôn. Bây giờ mình sẽ vô game xem trong phần thưởng có gì nha mọi người. Thì nếu mà bạn nào bên nước ngoài chưa nhập thì một xíu mình sẽ để link với lại là code ở dưới phần comment game luôn ha. Rồi chúng ta sẽ được một cái vé quay nè, một cái điện nhảy này, hình như điện nhảy con mực hay gì đó mọi người, con mực thì phải, với lại là mấy cái miếng bánh nè, mấy miếng đồ ăn. Nói chung là code này cũng không xịn lắm đó mọi người, cũng bình thường thôi ha. Ở Việt Nam mình hình như đang có mấy cái code mà nhà phát hành đang phát hay sao, hôm nay thì mình chưa nhận được luôn ta, có bạn nào nhận rồi không? Rồi đâu xem thử là cái điều nhảy con mực như thế nào nha mọi người. Đây điều nhảy con mực nè, cũng vui ha, cũng vui. Hình như cái điều nhảy này mình có mua được không ta, hình như là mua được sao mà nhà phát hành hôm nay cho luôn, với lại là một cái vé quay nha các bạn. Cái vé quay đã mất tiêu rồi thì cái ạc này thì được một vé quay, hai vé quay luôn. Ấy thì mình sẽ quay cái vé nào đây ta? Alice đi nha mọi người. Alice đi cho nó mới ha. Rồi hai cái vé quay luôn. Được cái gì đây mọi người ơi? Ấy trời ơi, được cái ghế các bạn. Được cái ghế. Thì do là cái code này bên server nước ngoài thôi, không cho nhập chung các bạn. Được một cái bom dùng để decor nữa này. Mèo bông. Cho nên là ở Việt Nam mình nhập không được nha. Tuy vậy mà ở Việt Nam mình cũng có nhiều cái mini game để tặng code cho mọi người á, mọi người nhớ tham gia ha. Thì mình có dư code hay là có gì code mới thì mình sẽ thông báo đến mọi người và nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha các bạn. Và chuẩn bị đang có sự kiện tìm Mr. Hot Dog đó mọi người, nhưng mà sự kiện đó là ngày mai mới bắt đầu, cho nên là ngày mai mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện đó để nhận code ha. Cái sự kiện đó thì bên Blender bên quốc tế mọi người, không biết là mình có tham gia được không nữa, thì ngày mai mình sẽ thông tin đến mọi người nha. Với hôm nay thì trong gói bài viết thì mình sẽ tới cái gói khuôn mặt rồi nè. Nhưng mà mới được có 9 kim cương à mọi người. Trời ơi, để mình mở cái hộp hộp bịch đó ha. Trời ơi, sao dạo này thiếu kim cương vậy ta, chắc phải đi bắt bọ thường xuyên hơn đó các bạn. Đủ rồi nè, 10 kim cương rồi. Hôm qua mở không có kim cương, hôm nay được 3 kim cương rồi. Nữa đi. Rồi hôm qua thì mình mở được cái mũ cái chân gì đó. Trời, được mấy bộ dịch luôn rồi đó các bạn. Mấy bộ dịch đó được dùng để tái chế thôi chứ không để làm gì hết. Rồi được 12 kim cương luôn. Rồi mình sẽ lấy khuôn mặt nha. Khuôn mặt nha mọi người, khuôn mặt hơi bị xịn luôn. Có cái mắt mắt ngọc lung lanh luôn các bạn. Trời đất ơi, đẹp nha mọi người. Trời ơi, con mắt kìa. Cô bé hoàng khăn đỏ có đôi mắt xinh xinh. Ở đây mình cũng nhận được kim cương đấy nè, quên nãy không nhận luôn. Rồi để lấy con mắt cho mọi người xem nha. Mắt mới cho mọi người. Cái miệng cũng mới luôn nè, cái miệng nó cũng khác luôn các bạn. Lạ nhờ. Thành có bé hoàng khăn đỏ rồi đó mọi người. Trời đất ơi. Thì trong gói VIP là còn cái gì xịn không ta? Mình nghĩ là còn cái con gấu. Con gấu nha, con gấu này, con gấu cuối cùng nè, gấu của bé hoàng khăn đỏ xịn. Dạo này thiếu kim cương quá ta, để xem trong phần thành tích coi là mình sắp hoàn thành cái gì rồi. Ui, bắt côn trùng trên 100mm nè, mình còn bắt hai con nữa là mình sẽ được 15 kim cương. Bắt bướm FOMO một con nữa nè. Ve đen gần 40 con, tầm 40 con nữa, 43 con nữa. Bắt mũi, mũi 70 con, trời có ai hoàn thành cái vụ bắt mũi này chưa. Trời, bắt 200 con mũi các bạn, trời đó. Bắt mệt nghỉ luôn mà chưa hoàn thành. Rồi chuồng chuồng hoàng đế, bọ cánh cứng, bọ ngựa, trời có bọ ngựa hồi xưa giờ. Từ cái lúc đó ra giờ mình mới bắt được 7 con rồi ta. Kỳ cục ghê. Rồi, các bạn nào làm thành tích hơn mình không ta thì nhớ comment bên dưới nha. Mình mới làm tới đây thôi các bạn. Còn thêm 15 lần nữa mình mới lên level 22. Thì lên level 22 mình sẽ được 25 kim cương nè. Với cái lòng nuôi, lòng này dởm nha, chê nha các bạn, chê cái lòng này nha. Rồi chiều nay có code thì mình sẽ thông tin đến mọi người nha. Hồi bữa thì mình gửi mấy cái form code ấy, thì hôm nay chưa nhận được cái code nào cả. Trời, không biết là mình có bị bỏ sót hay gì không mà chưa nhận được code nha mọi người. Và dư code thì mình sẽ đưa cho mọi người nha. Rồi bye bye, và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình.